The third pair, Mai Hồng Hạnh and Ngô Phương Mai. 2-3-3-D, 2.4. Execution judges score 6.5, 7.5, 7, and 6.5. Synchronization. Huy chương bạc được trao cho vận động viên Mai Hồng Hạnh, Ngô Phương Mai, Việt Nam. Silver medal, Mai Hồng Hạnh and Ngô Phương Mai from Vietnam. Xin trân trọng kính mời ông Noemi Ahmad lên trao huy chương. Welcome Mr. Noemi Ahmad to award medal to the athlete. Không nghĩ là sẽ giành được huy chương bạc đâu. Đó. Mục tiêu tiếp theo của em chắc sẽ là đơn nữ ba mềm. Mục tiêu của em sẽ là đơn nữ ba mềm. Thật ra thì áp lực cũng chỉ một phần nữa. Do nhảy với em Hạnh vừa rồi ạ, tinh thần cảm thấy rất là ổn định. Thế nên là hai chị em đã thực hiện được rất tốt. Tuy rằng kỹ thuật vẫn còn kém xa với cả đội Malai, nhưng mà hôm nay là phần biểu hiện tốt nhất rồi ạ. Em vẫn thích cái này chứ? Chắc là em sẽ kỳ vọng vào ngày mai sẽ thực hiện thật tốt ạ. Còn giành được huy chương hay không thì em cũng chưa biết, phải xem tinh thần với cả tâm trạng thế nào.